bền đẹp, an toàn, sang trọng, hiện đại, đa dạng, tiện dụng. Thương hiệu Solution đến từ Hàn Quốc, sự lựa chọn hoàn hảo. Những chiếc nồi là vật dụng không thể thiếu trong không gian bếp của mỗi gia đình, góp phần làm nên bữa ăn ngon, bổ dưỡng cho mọi người. Siêu thị trực tuyến Linko trên MyTV hân hạnh giới thiệu bộ nồi Solution SLG đang được giảm giá lên tới 28%, chỉ còn 2.999.000 đồng, giúp bạn tiết kiệm gần 2 triệu đồng so với giá thị trường. Bộ nồi 6 chiếc mang thương hiệu nổi tiếng Solution được nhập khẩu từ Hàn Quốc với các kích cỡ và kiểu dáng khác nhau, thiết kế hiện đại và sang trọng sẽ là một trong những sự lựa chọn tinh tế và thông minh của những bà nội trợ. Bộ sản phẩm được làm từ chất liệu an toàn cho sức khỏe và thiết kế tiện dụng trong việc nấu nướng, sẽ giúp chị em nấu được những món ăn hấp dẫn dành cho người thân yêu của mình. Với chất liệu được làm từ hợp kim đúc nguyên khối, dày 2,5mm, có độ cứng cao, không bị bóp méo, bộ nồi Solution SLG cho phép giữ nhiệt lâu và có độ bền cao. Phía ngoài nồi phủ sơn chịu nhiệt màu đen, bề mặt sáng bóng làm tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm và giúp bạn có thể vệ sinh nồi dễ dàng sau khi sử dụng. Điểm đặc biệt của bộ nồi này là lòng nồi được tráng lớp chống dính phủ gốm ceramic cao cấp. Chính nhờ đặc điểm này, bạn không chỉ dùng nồi để nấu, luộc mà còn có thể dùng để chiên xào rất tiện lợi. Quan trọng nhất, chất liệu nồi sử dụng đều được kiểm định an toàn cho sức khỏe, không tương tác hóa học với thức ăn trong quá trình nấu nướng, không gây nguy hại đến người sử dụng. Ưu điểm thứ hai của bộ nồi 6 chiếc Solution SLG nằm ở thiết kế hiện đại và sang trọng. Hai bên quay nồi được đúc liền khối với nồi, điều này đặc biệt mang đến sự chắc chắn khi sử dụng. Có khả năng cách nhiệt, giảm độ nóng khi cầm, đảm bảo an toàn cho đôi tay của bạn trong khi làm bếp. Phần nắp nồi được làm bằng thủy tinh trong suốt, giúp bạn dễ dàng quan sát thức ăn khi đun nấu. Đồng thời, lỗ thoát hơi cao cấp trên nắp vung còn có tác dụng giảm tối đa hiện tượng sôi trào thực phẩm. Viền inox sáng bóng quanh nắp vung không những tăng tính thẩm mỹ mà còn đảm bảo viền sẽ không bị rỉ sét ngay cả khi tiếp xúc với môi trường nước. Lớp sơn cách điện màu đen phía ngoài và phủ gốm ceramic đen phía trong không chỉ đem lại sự tiện lợi khi sử dụng mà còn tạo ra tính thẩm mỹ cao. Đáy nồi và chảo đều được thiết kế với những hoa văn nổi tạo ma sát cho đáy, giúp vật dụng không bị trơn trượt, an toàn hơn cho người sử dụng. Bộ nồi Solution SLG xứng đáng là điểm nhấn cho không gian bếp nhà bạn. Bộ sản phẩm gồm 6 loại nồi, chảo với các kích cỡ khác nhau, giúp bạn nấu ăn tiện lợi và linh hoạt. 4 nồi với đường kính từ nhỏ đến lớn, 22, 24, 26 và 28cm, phù hợp với các món hầm, luộc, xào. 1 chảo chống dính đường kính đáy 28cm. 1 nồi chữ nhật 2 mặt có chiều dài 34cm, sâu 12cm. Với loại nồi đa năng này, bạn có thể dùng để nấu canh hoặc dùng mặt có đường gân nổi để rán hoặc nướng thực phẩm rất tiện lợi. Sản phẩm dùng được trên bếp ga, bếp điện, bếp hồng ngoại, thật tiện dụng phải không nào? Với đầy đủ tính năng an toàn, hiệu quả cũng như tính thẩm mỹ cao của bộ 6 nồi cao cấp Solution SLG, đừng chờ gì nữa, hãy nhấc điện thoại của bạn và gọi điện đặt hàng theo số hotline 1900 1255. Linko cam kết đổi trả hàng trong vòng 7 ngày nếu sản phẩm có lỗi do nhà sản xuất. Chắc chắn bộ 6 nồi cao cấp Solution SLG sẽ làm hài lòng tất cả các bạn.